Dùng cái app này thì tài xế, người sử dụng xe rất là dễ dàng tìm được các điểm dịch vụ cho cái xe của mình ở trên cái bản đồ số như thế này. Cái điểm dịch vụ có thể của một hãng hoặc là của cái đối tác liên kết. Bạn có thể nhấn vào từng điểm dịch vụ một để xem các thông tin như số điện thoại, địa chỉ của cái điểm dịch vụ đó. Bạn có thể xem cái dịch vụ ở dưới dạng danh sách như thế này, được khoảng cách đến cái điểm dịch vụ đó. Bạn vào hệ thống menu thì có những cái menu để cho bạn đi tìm điểm dịch vụ như là Navigator. Mặc định Navigator sẽ hiện ra bốn vụ gần nhất cho cái xe bạn đang sử dụng. Hình trên tôi đang tìm Chevrolet, hoặc tôi tìm Toyota. Có một cái điểm dịch vụ ở Canada cũng phục vụ xe Toyota, có khoảng cách tới 17.000 cây từ Việt Nam. Và vì lúc này đang ban ngày ở Việt Nam và ban đêm ở Canada nên chúng ta thấy cái điểm dịch vụ đó là đóng. Sử dụng xe thì một khi cần khẩn cấp bạn phải có biết được số điện thoại để gọi. Đây là dịch vụ hotline. Ví dụ như tôi tìm những cái hotline có thể gọi cho hãng Chevrolet thì danh sách nó hiện ra như vậy. Và nếu tôi nhấn vào cái biểu tượng cái phone thì quá trình gọi nó sẽ diễn ra một cái tự động. Quá trình gọi nó sẽ diễn ra một cái tự động.